Ja. Okay. Okay, komm mal. Bei Samia. Ja. Sân quân phải gì? Hy vọng các bạn hiểu xong được nhất nhất chính có cuộc chiến đó. Tôi có thể có phan đi thằng bộ đó xây. Chỉ có lý để ở hướng hai về ở lập bị cái phải thì kì. Và thế là 160 chỉ tới 1 chỉ tới 200 à. Số này ở chú ý cái dòng này đó. Do vậy thì tắt được một lần nữa chứ, không phải xe. So, đầu tiên thì nhiều box. Ok. Cái box là chắc đó rồi. So, chắc rồi. Cái box chắc rồi mọi. Chỉ có ra giờ. Chắc đó rồi. So, chắc đó box. Chắc đi cái box. Để làm mẹ, để cho lại để cầm tay cho. Để hỏi gì? Trong hai bên hỏi gì lập phải đi. Chỉ có bạc, bạc lộn. Chỉ tới gì bạc. Để hỏi gì xuân xuân cầm lập gì đấy đó. Tại lên mẹ, mẹ xong hai bên chỉ xin là chỉ cái dụng như là để lập cầm phải hóa. Ok. So, làm mẹ đi đâu đó. Giờ đi có phân thảo thì để số bơi cho nó cao kìa. Rồi thì về cao, cao phân ngang ngang đi đó, nhưng mà đi lập phải cái gì rồi mày, đi học hai về là, nhưng mà còn học hai về là mày lùn chạy á, vì thế thì ở lập phải cái gì hậu, tôi mua to xe cái gì hậu lập là hả, chứ là còn mua mấy xe chạy lộ à, thì xin lập là hả, tôi mày kêu đi để tập tăng, kiếm được mấy lộ tôi xịt xịt mày là, để chỉ cái chiều cao đi đâu đó, làm mấy đi đâu bây giờ ngang đó chiều á, vì là đi phải cho tốc độ cái đại á impact á, cái cái sinh ý á, cái cái hổ trung cái. So, lia cao phân ngang hay là tay lia cao yên lia chị ghi ở hết chu cao lo. Yêu hai gong chê lia gong la mê tay chom sai gong ngang hai. A motor sai lia chị ghi edges. Gần như chung yao chim bin nido, a chu yi. Ok, nido hai nó gọi lò xi pai. Lò xi pai, sắp xe ho. Ok. Lê chai chị đồ. À. Nó lâu đó yết tai cái măng, lâu yết tai, cái chỉ A48 cho yết ngang. Ok. So lý chỉ cái adjust. Adjust cho, lý setting ngam cho. Lý xin nhìn hô hề lập 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 phải cái thân xuất lại cho mô mô gam ngang. Cái cái măng xỏ lọt hơi, hơi cho hơi ngang tí. Quá chết. Cái cái đó là à, cái cái đó là khai yi ling cái, có step cái. Có幾多度咁樣零啊？第一個 step， 第二個 step， so 零咗，你愛去試車，你唔係一零咗你就即刻落 highway 係咁樣立嘅 ，OK？ 叔媽零咗，你試咗車，你覺得呢輛車行快嘅時候係冇咁飄冇咁浮啊，你先至可以去 highway 可以立快少少，呢啲咁樣嘅 setting。唔係俾你 for track user 聽嗰啲嚟啊，係俾你行 highway 嘅時候，冇咩車嘅時候，爽爽咁樣鬧啦嚇。跟住，如果你響 highway 啊，你響 highway 啊，你愛立200啦嚇。如果你個頭咁樣縮埋落嚟呢度啊，所以你會好快嘅上200嘅樣嘅，你頭咁樣縮埋喺度。但我俾你知道一樣嘢。當你立到200嘅時候，真係啊！你嗨起你嘅時候，你個頭咁樣縮埋呢度，你立到200，你最好喺200速嘅時候，你冇咁樣起身啊！如果你一立到200，你咁樣一起身啊，所以會整到你頭車好唔定嘅，冇都咁樣揈嘅啫喎。都你踎低頭咗，如果你立200又慢慢縮，有縮到去百路，咁先慢慢上翻嚟啦，冇咁快。如果唔係喺度車，我揈嚟揈去嘅。啊！呢啲都係專業人士。同我哋講，佢已經試過咗，好危險嘅，因為呢台車分分鐘都可以立200幾嘅。跟住呢個拉拉上拉落，如果你一立200，你就注意呢一放落嚟，唔好拉咁高。如果你拉得太高咧，你阻力拉翻低啲。不過最好
最好啦，你哋咁樣順順啦，咁樣可以立到180，你頂得順就立啦，頂唔順就最好唔好立啦。170都已經好快㗎啦，170冇問題啦，咁樣樣啦。如果你真係嗌上200嘅咧，嗱千祈唔好咁樣做呢個動作，好危險嘅，因為你喺200一上，你風一推你攬尾，你好艱難受控制嘅。跟住除咗呢個之後，介紹一下啦，因為都冇貨啊，陣間我轉接講下呢個煙蔽啦。到時我會介紹你幾個冇得嘅煙蔽啦，因為依家冇貨啦，或者到時俾相你哋睇啦，同埋呢個入邊嘅風格。所以呢啲係最基本噶啦，陣間我會介紹一下啦。啊，邊度賣平啊？邊度啊？自己做都得啦呢啲。所以你嗌走200，就係咁樣樣啦。頭先我講嗰幾樣嘢啦，唔係。去 racing 走200啊，係行 highway 順順走200，記得啊！我唔係教你哋點樣去走車啊，我係教你哋點樣行 highway 走快少少啫。OK。